Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách bảo trì bảo dưỡng bình nóng lạnh. Cách chi tiết. Hôm nay mình sẽ bảo dưỡng một cái bình nóng lạnh Acetone, thương hiệu hàng tốt của Acetone. Thì hôm nay mọi người sẽ chú ý theo dõi từ đầu đến cuối, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách bảo trì bảo dưỡng vệ sinh. Thì mọi người hãy nhớ like và comment, chia sẻ, đăng ký kênh. Mọi người có câu hỏi gì thì hãy comment ở phía dưới, trong 24 tiếng mình sẽ trả lời cho mọi người đúng theo kỹ thuật. Đấy. Xin cảm ơn mọi người đã xem video này. Loại bình Acetone nằm ngang này thì có cái van xả đáy nha mọi người. Thì mọi người sử dụng thời gian khoảng 2 năm thì chúng ta xả đáy một lần. Đấy, hoặc là 1 năm xả đáy một lần để cho vệ sinh cho nó xảo hết những cái cặn bẩn ở đáy đi. Thì nó sẽ đảm bảo cho cái bình. Và trong vòng 2 năm hoặc 3 năm thì chúng ta sẽ vệ sinh toàn bộ bên trong, thì chúng ta phải tháo hết cả ra để nhấc ra để vệ sinh và thay một cái thanh gọi là thanh ma nhê mọi người. Cái ma nhê này thì nó nhiệm vụ nó là lọc cặn, lọc khí hydro, nó sẽ khi quá trình đun nóng lên nó sẽ tạo khí hydro thì nó sẽ ăn mòn cái bình. Đấy, ăn mòn vỏ bình, nó sẽ nhanh mục, nếu ta không thay chủ quan không thay nó thì nó sẽ ăn mòn bình và nó sẽ làm nhanh hỏng cái bình. Đấy, mọi người hãy lưu ý như vậy. Vì khi quá trình đun nóng lên thì nó sẽ sinh ra khí hydro. Đấy, nó sẽ ăn mòn cái vỏ bình. Mọi người hãy lưu ý cái vấn đề này. Thì mình sẽ bây giờ tiến hành sẽ tháo ra vệ sinh, tháo ra cái bên mình sẽ tiến hành tháo cái van rốn của cái bình nóng lạnh ở bên tay phải. Đấy, mọi người nhìn kia tay phải đấy. Xả hết vỏ nước ra thì cho nó nhẹ bớt đi, chúng ta bắt đầu mới nhấc máy chưa cơm cho nó nặng mọi người. Thời gian sử dụng đã 5 năm rồi nha mọi người. Và có tí gắn ở dưới này. Bình vẫn còn đẹp mốt mọi người. Vậy là mình đã vệ sinh sạch sẽ hoàn chỉnh. Mọi người nhớ là phải tháo hết ra để vệ sinh nhé, tránh tình trạng nước nó vào cái bo mạch là sẽ làm chật. Như vậy mình đã vệ sinh sạch sẽ nha mọi người. Mọi người thấy sáng bóng không? Sạch sẽ, đồng, inox sáng choang. Đây nha mọi người, cái bình này ấy, thì họ thiết kế không có cái thanh ma nhê mọi người. Một thanh bao nhiêu nên bây giờ nó ăn mòn gì nhỉ? Mọi người nhìn rõ. Đấy, nó ăn mòn nó gì hết cả cái phần vành trên này. Nó gì hết này. Đây. Đây là cái ruột đốt này mọi người. Ruột này nó không có cái thanh ma nhi. Thế nên nó sẽ ăn mòn cái vỏ bình ngay. Nên bây giờ mình sẽ phải chế thêm cái thanh ma nhi vào để cho nó khử bỏ cái khí hydro đi. Bây giờ mình đã lắp hoàn thiện thì chúng ta phải lưu ý là khi quá trình lắp vào ấy là cái đường nước vào ấy thì chúng ta phải xả đuổi nó đi. Chúng ta phải xả đuổi cho nó bỏ hết khí ra thì nước nó sẽ đầy vào bình, thì chúng ta sẽ đóng lại. Khi chúng ta đóng lại thì chúng ta mới được phép là bật bình lên. Nếu như chúng ta bật luôn thì nó sẽ tình trạng là có thể bị cháy máy xoa đốt.
Lộc Tài thay cho khách hàng cái Atomat chống giật loại tốt này, bảo hành cho 12 tháng, cam đoan hàng chất lượng, lỗi 1 đổi 1, không bao giờ sửa chữa, hỏng là đổi khác về thay gói mới luôn. Và cái này sẽ phản hồi gửi về cho hãng. Thì cái chống giật này của mình ấy, thì mình đã nghiên cứu kỹ rồi. Thì bây giờ mình đã chuyển sang cái ad này, vì cái chống giật mà giống như của Bình ấy, thì mình mua cái hãng thì nó rất là đắt, đắt cũng gần tiền triệu ấy. Nhưng bây giờ mình sẽ chuyển sang cái Atomat này thì nó sẽ rẻ hơn mà là chất lượng. Đấy, mà dễ lắp. Đấy, thì đảm bảo hơn mình thay cái ad. Còn thay cái loại của tàu ấy, nó giống hệt như của các bình zin của Bình thôi, nhưng mà độ bền không được cao, nó cứ được 6 tháng hoặc là 3 tháng, có thể là 1 năm. Thế là thợ làm nhiều lúc thay cho khách hàng cũng mất uy lắm. Thế nên mình không bao giờ thay cái đấy. Nếu mà một khi đã thay, mình thay cái loại tốt này, chứ mình không bao giờ thay cái loại đều kia đâu. Mất hết cả việc ra mà lại sao mất hết được uy tín. Đấy, mọi người hãy lưu ý là như vậy. Hãy lắp cái Atomat chống giật, không nên thay cái loại chống giật mà giống như cái của bình mà không phải của chính hãng của nó, thì chúng ta nên thay cái Atomat này là tốt nhất. Bây giờ mình sẽ test cái Atomat chống giật của mình, thì mọi người hãy để ý đến cái đèn sáng này nhé. Bây giờ mình sẽ dùng một nguồn điện từ đường đầu ra của ad này để xem là nó có nhảy hay không. Nếu không nhảy thì chúng ta có thể biết được là nó lỗi, thì chúng ta phải thay cái khác. Rồi, như vậy là cái ad rất là nhạy mọi người ạ. Cái ad đã hoạt động trơn tru và mình đã thử và bây giờ nó đã nhảy. Như vậy là đã đảm bảo được cái Atomat này, khi quá trình mà nó dò điện ra ngoài là nó sẽ nhảy luôn. Người hãy lưu ý là cái Atomat chống giật này này, mình cái chống giật ấy, mình đi làm cho các nhà ấy thì mình kiểm tra thì đa số là nhiều thợ ẩu lắm. Họ không bao giờ tiếp cái tiếp địa cho khách hàng. Tỷ lệ là 10 cái thì mình gặp 6 đến 7 cái là mình thử chống giật, test thử như vừa nãy mọi người xem ấy, thì là không nhảy. Đấy, như vậy là rất nguy hiểm. Nhiều ông thợ làm ẩu chỉ muốn làm nhanh và không xử lý cái tình trạng như này, thì dẫn đến hiện tượng là coi như là cái Atomat chống giật không có tác dụng gì mọi người ạ. Mọi người hãy lưu ý là như thế nhé. Mọi người nếu mà có bình nóng lạnh bây giờ đang ở nhà, chúng ta hãy ra thử một cái nguồn điện đầu ra của cái chống giật nó cấp ra cho cái bình ấy, thì mình thử một đầu và một đầu cắm vào cái vỏ bình xem nó có nhảy không. Nếu như mà không nhảy ấy, thì như vậy là ad chống giật chưa có tác dụng. Đấy, mọi người hãy lưu ý là cái vấn đề đấy. Thì nếu chúng ta hiểu về điện thì chúng ta thử, còn không chúng ta hãy gọi thợ đến kiểm tra cho mình để làm thế nào để biết được cái cách là cái chống giật này nó có hoạt động này hay không. Nếu chúng ta không hiểu mà chúng ta tự ý học trên mạng này cũng có thể nguy hiểm chết người đấy. Mọi người hãy lưu ý cái vấn đề đấy. Như vậy mình đã hoàn thiện xong. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Chúc mọi người làm việc thành công. Mọi người hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ Lộc Tài. Ấn nút đăng ký màu đỏ ở góc bên phải dưới cùng dưới video này. Mọi người hãy đăng ký ủng hộ Lộc Tài để Lộc Tài sẽ ra nhiều video khác. Xin cảm ơn mọi người.